Hello các bạn, sau 6 tháng mình không có chơi cá săn mồi nữa thì hiện tại bây giờ là mình đang nuôi cá ran chu, Oranda, Red Cap và Giang Bao. Thì mình vẫn sử dụng cái lọc thùng 18 lít như mọi khi. Sau khi mình nuôi cá vàng một thời gian thì mình cho nó ăn thì thức ăn của mình nó đã làm cho cái màu nước nó vàng đi, nhìn nó không có đẹp mắt lắm. Thì đây là cái loại cám mà mình cho ăn nè các bạn. Lúc trước mình mới chơi thì mình không biết, mình cho nó ăn cám Samba thì mình thấy cái loại cám này nó có cái độ đạm là hơn 50%, cũng khá là ok. 500g giá tiền là 90.000 cho nửa ký thì cũng ổn anh em. Thành phần của nó thì từ trùng quế, bột cá, rồi tảo, bí đỏ, trứng vân vân. Còn cái hồ bên đây thì mình cho nó ăn hikari, do là cá ở bên cái hồ kia là cá xịn, còn bên đây là cá Việt, cá bình thường thôi. Đây là cái loại hikari nâu mà mình cho cái tụi F1 Indo nó ăn. Thì cá này mình mua của AZ Ranchu, của anh Phát Nguyễn đó. Đây cái hồ mình cho nó ăn nè, nó vẫn đục và nó vẫn tanh như thường luôn nha anh em. Chứ không phải cái loại cám Nhật là đắt tiền là tốt đâu. Thực sự đây là cái trải nghiệm cho mình. Cái bịch này là bịch thứ hai rồi mà mình chưa có khui, thì bây giờ cũng sắp hết rồi, cho nên là mình cũng chuẩn bị mình lấy ra mình khui. Thì thấy nước nó đục mà nó có cái mùi hôi, do là cái lọc thùng của mình nó xử lý không có kịp, cái thể tích lọc nó quá ít đi, nó xử lý không có kịp những cái loại chất hữu cơ và tạp chất có trong nước, thì nó làm cho nước của mình rất là tanh. Mới quay bé rùa cho các bạn xem đó, mình cũng có nuôi bé rùa commit nữa đó, bữa nay nó bự rồi. Thì đây là cái loại vi sinh của anh Nguyễn Mạnh Hùng. Anh này thì anh bán vi sinh mình thấy khá là ok, và anh bán là vi sinh dạng bột. Thì anh cũng có chỉ cách sử dụng, cách sử dụng rất là đơn giản. Mình chỉ cần múc 1/3 cái thìa sữa chua, mình hòa tan vào 500 lít nước, thì cái hiệu quả nó sẽ đến sau khoảng 1 tuần. Thì mình cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà mình đặt mua thử 3 hộp, mỗi hộp như vậy là 50.000. Và mình mua 3 hộp như vậy là ảnh free ship cho mình luôn. Ảnh thì ở ngoài miền Bắc ấy, mình ở tuốt trong miền Nam. Và thời gian mà nhận hàng của mình thì mất khoảng 4 ngày, do là có một cái ngày mưa. Đấy thì mình mặc dù chưa biết sử dụng như thế nào, nhưng mà mình thấy nếu mà bây giờ mình mua một hộp là 50.000, mà tiền ship nó khoảng 30.000 cho tới 40.000 nữa, thì thôi mình mua hẳn 3 hộp. Thấy được thì mình có thể chia lại cho những cái người anh em chơi cá của mình trải nghiệm cùng. Đây thì cái vỏ của nó mình thấy cũng khá là đẹp, sáng sủa, chữ thì cũng dễ đọc. Ở trên này thì cũng ghi đủ hết. Nhưng mà anh chủ thì ảnh vẫn rất là nhiệt tình, người bán thì vẫn tư vấn cho mình. Hiện tại bây giờ thì mình đang rút nước ra, và ảnh khuyên mình đó là để mà cái vi sinh này nó phát huy hết tác dụng thì anh em mình nên gọi là thay 50% nước, giặt sạch những cái vật liệu lọc mà mình đang dùng, rồi mình hòa tan vào nước hoặc là đổ vào vật liệu lọc luôn. Đó, thì trong khoảng 3-5 ngày thì cái vi sinh nó sẽ phát triển và nó bám vào những cái vật liệu lọc để nó bắt đầu cái quá trình mà nó làm nước sạch cho mình. Thì ở đây là mình vẫn dùng cái thùng lọc cũ nha các bạn. Các bạn cũng biết rồi, mình dùng cái vợt để tách phân, rồi ở dưới là sứ, rồi sứ viên, sứ thanh, đá nhâm thạch, di mát. Thì sau một thời gian chơi thì bạn Thắng của Sài Gòn á, bạn chuyên buôn cá nhập, bạn bằng tuổi với mình nhưng mà rất là giỏi. Thì bạn khuyên mình đó là nên để cái di mát ở trên và cái đá lông vũ ở dưới. Thì một tí nữa thì mình sẽ làm theo bạn. Và bây giờ thì mình đang rửa những cái vật liệu lọc của mình. Mình sẽ để cái di mát ở trên và những cái vật liệu như là sứ viên, sứ thanh, đá nhâm mạch, đá nhâm thạch ở phía dưới nha các bạn. Cái lớp sỏi này thì mình để nó như một cái lớp để mà nó chắn những cái bùn, mà gọi là bùn li ti, bùn nhỏ các bạn. Thì những cái bùn từ cái phân của con cá và thức ăn thừa ấy, nó qua khỏi cái vợt chặn phân của mình thì nó đi xuống đây, nó gặp cái này nó cũng sẽ đỡ hơn một chút.
Tại sao mà mình không có chơi cá săn mồi nữa? Là bởi vì á, mặc dù rất là yêu thích nhưng mà mình vẫn còn đi học, và mình đi học xa nhà các bạn, cách nhà 2 tiếng chạy xe. Thì nếu mà mình nuôi á, thì mình phải nhờ mẹ mình hoặc là em gái của mình mỗi ngày đi ra chợ lấy cá về cho nó ăn. Thì mình thấy như vậy á, nó rất là phiền, cho nên mình quyết định là mình bán hết luôn. Mình chia lại cho các anh em, mấy con pet cưng của mình. Thì cho tới thời điểm hiện tại bây giờ thì mình chơi cá vàng cũng được 6 tháng rồi. Và khi mà mình bán cá thì mình có dư một cái số tiền nhỏ nhỏ, và mình đầu tư vào mình chơi cá vàng. Thì cá vàng á các bạn, nó cũng đắt không thua gì cá sấu bông đâu nha. Một con mình nhớ mình mua là 4 con. Đầu tiên mình mua là 1 triệu á, thì một con là 250.000. Cá đó là cá Việt nha. Nếu mà cá nhập thì nó còn đắt tiền hơn nữa, khoảng 1 triệu 2, 1 triệu 3 một con ấy. Thì mình mới chơi, mình thấy ham, mình nuôi nhiều. Tại vì mình thấy là mình cho nó ăn thức ăn á anh em, ít tốn tiền. Mình nuôi nhiều lên, rồi mình ra tiệm cá cảnh mình mua thêm nữa, mỗi con như vậy là 40.000 nữa. Thì cho tới thời điểm hiện tại á, là mình có khoảng 70 con. Và mình chia ra hai bồn, một bồn á là cá xịn, một bồn á là cá dỏm. Thì mình đi học xa, ở nhà không có ai chăm hết. Em mình nó chỉ biết cho ăn thức ăn thôi, nó không có giặt cái vợt lọc phân này. Cho nên là nước trong hồ nó dơ. Rồi xuất hiện mấy con giun sáng ấy, mà mình làm tưởng nó là con trùng máu neo. Mình mua chai số 0 về cái mình trị. Mình rút hết phân nửa nước trong hồ ra luôn. Mình cho cá ăn nữa, rồi mình đổ thuốc cho nữa. Rồi nước trong hồ lúc này phải gọi là cực kỳ bẩn luôn. Con cá nó chịu không nổi, nó bị nấm mang và nó đi hết một bầy luôn. Mình nhớ rất là rõ, cái bầy đó là hơn 7 triệu đồng á anh em. Và nó đi một cái rụp như vậy, mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Và mình nghĩ là mình chỉ hợp với cá săn mồi thôi, mình chứ mình không có nghĩ là mình sẽ chơi lại nữa. Nhưng mà lúc đó thì cái bầy cá cùi á anh em, cá Việt của mình nó còn, cho nên là mình để mình nuôi. Thì mình nuôi thời gian mình lại thấy thích, mình yêu mến, rồi mình quyết định là mình mua một bầy F1 Indo từ anh AZ Ranju, anh Phát về nuôi lại. Thì khi mà mình nuôi lại thì mình chăm kỹ hơn một chút, mình dành thời gian ra để mình tìm hiểu về tụi nó nhiều hơn. Và mình kềm chế lại cái ham muốn cho cá ăn nhiều, và kềm chế lại cái ham muốn nuôi nhiều cá, trong khi mà cái thể tích lọc của mình nó không có đủ nè. Rồi cái hồ của mình diện tích nó cũng không có đủ để con cá nó phát triển nữa. Thì cho tới thời điểm hiện tại là 6 tháng thì chỉ có một con chết duy nhất thôi. Nhưng mà lúc này cái con nó chết đó, thì mình mua cái con khác nó xịn hơn, nó đẹp hơn, nó mắc tiền hơn về. Mình mua về và mình bảo là mày chỉ là cái người thay thế cho con kia thôi. Mặc dù nó vui như vậy nhưng mà ở đây là cái gì anh em, mình đã vượt qua được cái giới hạn của một cái người newbie mới chơi cá. Cho nên là ngày hôm nay mình chia sẻ lại cho anh em, những cái người đang tìm hiểu hoặc là anh em mới chơi cá, thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Thời gian tới thì mình sẽ ra nhiều cái video hơn về cá vàng. Anh em thích thì anh em có thể xem nha. Mình vẫn rất là yêu mến anh em đã theo dõi kênh của mình.